Tòa Giám mục Mỹ Tho, số 32 Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Cáo phó. Trong niềm tin vào Chúa Phục sinh, Tòa Giám mục Mỹ Tho trân trọng báo tin Linh mục Thomas Bùi Công Dân, sinh ngày mùng 5 tháng 11 năm 1967 tại xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Hưởng dương 56 tuổi, 25 năm linh mục. Đã an nghỉ trong Chúa lúc 4 giờ sáng thứ năm ngày 23 tháng 3 năm 2023 tại giáo xứ Hiệp Hòa. Tẩm liệm lúc 10 giờ thứ năm ngày 23 tháng 3 năm 2023 tại giáo xứ Hiệp Hòa, thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Thánh lễ an táng lúc 9 giờ 30 sáng thứ hai ngày 27 tháng 3 năm 2023 tại nhà thờ Hiệp Hòa, số 83, khu vực 5, thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, do Đức cha Phêrô chủ sự. Nơi an táng. Sau thánh lễ an táng, thi hài cha Thomas sẽ được an táng tại đất thánh giáo xứ Lương Hòa Thượng. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn linh mục Thomas được lên chốn nghỉ ngơi. Kính báo Tòa Giám mục Mỹ Tho, kính xin quý cha trong giáo phận dâng ba thánh lễ cầu nguyện cho cha Thomas. Đôi dòng tiểu sử cha cố Thomas Bùi Công Dân, sinh ngày mùng 5 tháng 11 năm 1967 tại xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Năm 1991 đến năm 1997 tu học Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Ngày 29 tháng 6 năm 1997 chịu chức phó tế. Ngày 28 tháng 10 năm 1998 chịu chức linh mục. Năm 1998 đến năm 2002 cha phó giáo xứ Tân An. Năm 2002 đến năm 2012 cha sở giáo xứ Thủ Đoàn. 2012 đến nay cha sở giáo xứ Hiệp Hòa, thị trấn Hiệp Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Kính xin quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho cha Thomas mau sớm được hưởng nhàn thánh Chúa. Amen.